cái vấn đề mà. Bởi vì nên thầy cũng từng nghe nhiều người nói trò đi tu sướng, nhưng mà hôm nay gặp cô thì cô chia sẻ rất là hay. Thầy không biết, tại vì cái cuộc đời người ta thường thường người ta cứ nói một bên một chiều không á. Thầy họ nói con người nữ á, nhưng mà trong cái Phật pháp nói Phật tánh thì nó không có nam nữ đúng, nhưng mà cái con người ở cái thân thể nó có nam nữ. Nhưng mà nếu mà sự thật là nếu người ta tu trong kinh Pháp Hoa có nói rằng long nữ 8 tuổi thành Phật đó, như thầy nếu con có cơn qua thầy biết gì. Thì đương nhiên là mình không có nên nam hiểu gì, nhưng mà do cái tâm mình có tu hay là không. Cái khi mà đã tu rồi thì mình đã triệt ngộ rồi thì mình chuyển nam nữ chuyển đâu có nhanh vậy đó. Chẳng hạn như có một cái cõi gì đó, cái cõi gì cái là muốn nữ nữ muốn nam á, đâu có ảnh hưởng gì đó. Cho nên là thì cái chủ mà mình cứ hiểu được cái Phật pháp là mình cứ tu là sướng. Con thấy khi mà biết tu bây giờ con thấy rất là thích. Giờ gian nan gì khó khăn gì còn tay còn chân là mình không tiến tu là rất là uổng. Nếu năm nay nữa bà cụ tu theo Phật giáo và tu thiền được khoảng bao nhiêu năm rồi? Mấy chục năm rồi. Nhưng mà điều mình không có nói, dù mình đi tới người ta niệm Phật, mình cũng niệm Phật bình thường. Mình đúng rồi. Tại vì 84 Phật pháp môn của Phật thì nó chỉ vào cái chỗ à, chỉ thẳng cái tâm thôi. Vì mượn cái tụng kinh cũng vậy, tụng kinh là lời Phật nói thì mình lời theo kinh đó mình tu. Nhưng mà không hiểu là tụng suông, không có lợi ích gì hết. Chẳng hạn như tụng Bát Nhã Tâm Kinh mà không biết Bát Nhã Tâm Kinh nói cái gì. Nhưng sự thật là nói chỉ cái thằng này chứ có gì đâu. Bây giờ mới là kịp tiếng Việt chứ ngày xưa người ta đọc người ta cái tưởng là ta cứ nói tụng Bát Nhã là có phước, tụng Tứ Địa Bi có phước, mà không biết là tâm đó nói cái gì. Nhưng mà sự thật là có nói á. Chắc tức là không, là cái thân này xác đó nó là không, mà nó không phải là không, nó không phải là thiệt là không. Nếu mình chấp không mình cũng lọt vào cái không, không có gì hết, là còn cái đó đoạn diệt đó là có đó còn đọa địa ngục tinh bắn nữa, chứ không chấp có đi thì nó lại dễ. Tại có thì mình biết cái chữ giới này, giữ giới hạnh, biết có này cái nọ thì được, đừng có chấp không. Cho nên là xác tức là không, ta nói gì không mà tính nó là tức là xác là nó cũng là không, nó không có hai được. Rồi khi mà người ta nói quẩn như tai là chỉ cái thân, là khi mà ngài nhìn thấy năm uẩn là cái thân này chứ có chỉ gì đâu, là điều không cũng có, không nó không phải là thiệt. Thì tất cả qua hết khổ nạn mà họ tụng hoài họ không biết cái đó nó cái gì. Cái chỗ là chết chỗ đó, nên chứ chấp là chỗ tu thiền với tụng kinh. Chứ thật là kinh cũng lời Phật nói để mình tu. Tại do mình cứ tụng suông hay là mình vô chùa muốn tụng hay hơn người ta, mình tụng nó thiệt là to, nhưng mà không biết trong đó nó cái gì.